anh xem bạn em làm YouTube. Thật ra đây là lần đầu tiên mình đến chợ đêm này nên là mình cũng chưa biết là có những gì đâu các bạn ạ. Chúng mình cũng đi tham quan xung quanh khu vực ở đây xem có những thứ gì nha. Bạn theo mình. Giới thiệu đi bạn. Thì hấp dẫn đấy nhưng mà không biết là ăn thì có ra gì không các bạn ạ. Mua thử đi, mua thử cái này đi. Đi theo sân sâu mà. Cho cam ra xoay đi ăn. Cho bài xanh em không ăn đâu. Một cây thôi cho bằng người. Một cây thôi. Một cây cho người dẫn chương trình thôi. Một cây để thử thôi. Một cây cho bạn dẫn chương trình này thôi. Chúng ta sắp mua kẹo hồ lô nha các bạn. Uống nước rửa không? Chưa nấu không? Mùi thơm thì không thấy đâu nha, thấy người có mùi khét các bạn ạ. Bạn giới thiệu đi bạn. Một cây như vậy là tính ra bao nhiêu tiền Việt Nam? Tại thời điểm của giá hiện tại thì 1.000 Đài Loan đúng không? Sẽ đổi ra được là 800 đi, 800 thì cái này 25.000 thôi. 25.000. Một cây kẹo hồ lô có giá 25.000 đồng Việt Nam. Các bạn có muốn thử cùng mình không ạ? Thử nha. Lần đầu tiên các bạn ạ. Không biết là nó có ngon không? Lấy khẩu trang ra. Theo đây chứ. Cảm giác thế nào? Anh rất là ngon các bạn ạ. Anh thấy bạn giới thiệu của em chưa? Đây là cà chua ở bên ngoài là tổng đường á. Ừ, cà chua. Bây giờ chúng ta cùng đi một vòng xem nha các bạn.